Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải trần tình về phát ngôn tục tiểu, dân mạng chê, dám làm mà không dám nhận. Những ngày vừa qua, showbiz Việt náo loạn trước hàng loạt đấu tố lùm xùm tiền từ thiện khiến dân tình hit drama mệt nghỉ. Giữa ồn ào này, mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải có một bài đăng sâu cay nói về một nhân vật nào đó mà anh không trực tiếp nhắc tên. Tuy nhiên, điều khiến dân tình phẫn nộ chính là việc nam nghệ sĩ sử dụng rất nhiều từ ngữ tục tiểu để mỉa mai người này. Bài đăng của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng, đến mức nghệ sĩ Chí Trung cũng phải thảng thốt, cạn lời với sự nóng nảy của con trai. Còn cư dân mạng thì không ngừng ùa vào chỉ trích Đức Hải vì phát ngôn kém duyên. Không chỉ là một nghệ sĩ gạo cội trong làng showbiz Việt, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải còn đảm nhiệm vai trò là phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa nghệ thuật của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Chính vì thế, ngay sau khi dòng trạng thái được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ không tin nổi vào mắt mình. Thất vọng tràn trề với Đức Hải, phó hiệu trưởng Trường Văn hóa Nghệ thuật nhưng lại thốt ra những lời phản cảm xuống cấp mất rồi. Nghệ sĩ ưu tú đấy các bạn, là những bình luận của khán giả sau khi đọc bài viết. Đến hiện tại, bài viết trên đã bị xóa, tài khoản Facebook sau khi bị phản ứng cũng đã khóa. Tuy nhiên, khán giả đã tìm thấy trên fanpage nhà hàng của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải để đánh giá một sao và chia sẻ, lên án bài đăng lên các hội nhóm liên quan đến showbiz. Trước sự việc trên, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã chính thức lên tiếng để trấn an dư luận. Nam nghệ sĩ khẳng định tài khoản Facebook của anh đã bị hack từ trưa ngày 2 tháng 6. Chính vì thế, anh không hề hay biết về dòng trạng thái có lời lẽ thô tục được đăng tải trên trang cá nhân. Anh chia sẻ, tôi bị hack từ buổi trưa hôm 2 tháng 6, thấy bạn bè và mọi người cứ nói lùm xùm về vụ này thì tôi vào Facebook xem nhưng không vào được. Ngay cả tối đó cũng chưa thể truy cập vào tài khoản của mình mà chỉ xem được qua của người khác thôi. Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối, chẳng biết phải làm gì. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải chia sẻ thêm, hiện tại anh đang rất bối rối vì không thể đăng nhập vào tài khoản của mình để giải thích đính chính cho người hâm mộ hiểu. Anh cũng khẳng định có thể sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ. Nam nghệ sĩ cũng nói thêm rằng, giờ đang dịch giả phức tạp như thế, thời gian đâu mà đi đăng mấy cái này. Nếu sự việc đi quá xa, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Thật sự chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tôi. Trước mắt, sự việc này đã được nhân vật chính chia sẻ để giảm đi sự hoang mang trong dư luận. Tuy vậy, dân mạng quan tâm đến những ồn ào showbiz Việt gần đây vẫn luôn cho rằng lời giải thích của nghệ sĩ Đức Hải có phần ngô nghê và thiếu thuyết phục. Nghệ sĩ Đức Hải là diễn viên được nhiều khán giả yêu quý. Anh còn là người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng vì ăn nói có duyên. Năm 2000, Đức Hải vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải là một nghệ sĩ khá quen thuộc với khán giả, đặc biệt là ở miền Bắc. Anh cùng thế hệ các nghệ sĩ Chí Trung, Ngọc Huyền, Lê Khanh, Lan Hương. Ở tuổi U60, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ kém 18 tuổi và bốn người con lớn phỏng phao. Từng là diễn viên hài được đông đảo khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất hài hước dí dỏm. Tuy vậy, nhiều năm trở lại đây, khán giả thấy anh vắng bóng trên các chương trình truyền hình. Lý do được anh chia sẻ bởi bản thân muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình và công việc. Nhất là sau khi bà xã kém 18 tuổi của Đức Hải là chị Ngọc Mai sinh cho anh bốn người con. Con gái lớn của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải năm nay 18 tuổi và chuẩn bị thi đại học. Còn cặp sinh ba đủ nếp đủ tẻ đang học lớp 10.